Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Mình là Bảo Mập. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các game này sẽ chơi Roblox Evolun. Evolun Roblox, mẹ ơi. Nội đọc kênh game không ta cũng quải nữa thì kênh chứ. Ủa? Cái này có cái game gốc là Evolun luôn nè. Đúng rồi, hồi xưa mình có chơi á, cái này là bà ác quỷ ma sơ nha các bạn. Ác quỷ ma sơ hả? Đúng rồi. Ghê không, bà này ghê không? Bà ma sơ á, đúng tên của bà là ác quỷ ma sơ, theo dịch theo tiếng Việt là vậy đó. Còn nước ngoài á, nó tên là Evolun. Nghe đâu là mẹ của thằng Ice Cream á, hôm nọ mình chơi trò Ice Cream á. Nà ní. Thiệt, có liên quan hả? Thằng cái ơi. Ủa đứa nào làm vậy? Biết. Ủa hình như bà mới chui cửa được. Chui được á, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bắt cắp bò nè. Bỏ ngồi được không vậy, bỏ ngồi được không vậy? Được nha. Ở đâu, tao có thấy bỏ ngồi đâu. Được á. Mới nằm được. Để tao mở cái cắp bò Simon ra cho. Generator nè. À, Generator có rồi. Hay quá. Lấy đi, tao mở cái bò mặt chết đó. Ê, hiện tại mỗi người được 5 mạng nha, mỗi người được 5 mạng nha. Tha hồ xài luôn. Tha hồ con khỉ á, dí nằm cũng chết rồi ba. Nó mà dí vô đập thì thôi, 10 mạng cũng đủ. Nó đập là không trượt phát nào mà hiểu không? Hiểu. Ở ngoài đó, rừng cây rồi có chiếc xe hơi nó ủi vô cây nè các bạn thấy không? Ê mà khoan, nguyên nhân là tại sao tụi mình đang ở trong này đây là già chưa hay là trẻ? Không biết nữa. Bả già chưa hay bả trẻ? Nó nhìn mặt máu me thôi ai biết già trẻ. Mà trẻ mày làm gì bả? Đam mê với ba. Rồi tao được red key giờ tao xuống tao mở cửa không đây. Có ba để biết dễ xưng hô. Cái thằng áo sắt biết già hay trẻ dễ xưng hô. Thằng áo sắt này tạo đồ áo sắt. Rồi tao mở được cửa đỏ nha. Mở được cửa đỏ rồi mẹ ơi. Còn cái công tắc nữa đó. Ê ngon thế. Công tắc gì? À bật luôn công tắc được đầu. Đỏ không ra được hả? Dắt hành cam luôn. Phải, ở đây còn những có cái người đang đây có cái mô hình người đang không phải mô hình người nữa, mô hình mỏ chim. Không, thiên thần sa ngã, bỏ đi. Nà ní. Nó xấu hơn bản gốc nhiều, bản gốc nhìn kinh hơn đúng không? Bản gốc nhìn hoành tráng lắm ba, cánh các kiểu đồ nhìn đã lắm. Ơi tao có chìa khóa vàng rồi, xếp key nè để tao mở này ra. Vô được rồi nè, blue key luôn. Tao đang ở dưới này nè, nó đang đây nè. Blue ở đâu? Blue ở dưới đúng không? Blue thì tao không biết nhưng mà có người mở màu đỏ Locker rồi. Blue nó ghi là locker key. Lock. Đây, con thấy lock rồi. Này locker key nó mở rồi nha. Không biết có ai. Bubble key đã có. Có luôn rồi, Crow Bar có rồi. Có Crow Bar đâu vậy? Mở một xanh luôn. Crow Bar đâu vậy ba? Đây. Ok, đi. Bái, bây giờ phải chui cống hả trời. Ê, cái chìa khóa màu hường hình như nó nằm ở đâu trên kia đúng không? Trên lầu. Đúng rồi, chìa khóa màu hồng đi chung với chìa khóa màu xám. Vãi nồi, nó nằm ngay trước cửa cầu thang, nó không cho tao đi luôn rồi. Trời ơi là trời, nó chơi vậy luôn hả? Mày hiến cho nó một mạng là tự nhiên cho mày đi à. Em đi gì ơi. Đi ra, kẹt. Ê, khoan, là bà đó bao nhiêu tuổi đó mình biết mình dễ xưng hô. Bình thường mày gặp ác quỷ mày có hay xưng hô chị em gì không? Hay là mày gặp mày thấy mày sợ mày chạm mày kêu con quỷ? Ê, bà mập, dưới này có ai nè, bà mập, dưới này có ai nè? Còn màu xám nữa bà ơi. Ai nè, ai nè? Ủa nun tốt hả, là sao? Cái vụ này là sao bà mi? Ủa có vụ nun tốt, đâu. Evil nun chứ có evil nun á, lộn chứ. Có evil nun và good nun á hả, phải thôi. Tại vì bà sơ á, ở trong cái nhà thờ đó á, là ở trong cái ngôi đền đó là có con bé kia nó là sơ hiền. Rồi ở trong đó nó bị ám bởi con sơ ác. Là bà evil nun là con vậy ác. Đây là sơ hiền. Ê ba mi ơi, tao có chìa khóa màu xám rồi nè. Người ta gọi là chồng là tù đấy. Đi lầu mở đi, nó đang nhảy cha dưới đây rồi. Tao có luôn cái kia cạc rồi, tao có luôn cái kia cạc rồi. Rồi mày làm sao mà tụi mình bị bắt là hiểu rồi ha. Cha, bị trái em ơi, bị trái có người, đúng rồi, anh đi trước nha. Ủa có luôn hả? Nó đang ở đâu vậy? Nó đang bắt thanh niên kia trong đây nè. Đó. Ủa, mày cầm cái hộp. Mở đi. Yeah, ra được rồi. Yeah. Cái gì? Mập. Ra. Ủa được à? Màu xám kính, chị kính một ra màu xám để làm cái gì trời? Còn trên lầu làm gì nữa? Ai biết. Đâu trên lầu tao lấy hết chìa khóa rồi mà. Gì hả? Còn cái chìa khóa màu xám mà tao lấy tao chưa kịp lên lầu luôn á. À hèn chi ra được. Tao biết rồi. Ở trên lầu là một lối ra bằng trên lầu, ở dưới là lối ra ở dưới á mày ơi. Tại trên lầu tao cũng thấy có một cái kỳ cạc ở trên để mở cửa trên lầu á. À hợp lý, hai lối thoát thang không? Hồi nãy mày nhìn lên trên lầu mày thấy mấy bà trực thăng không? Về nó thấy. Ở trên lầu để lên mấy bà trực thăng á. Ồ, ra là thế. Ra vậy. Vãi thật chứ. Thế nữa. Ủa, không? Hao nè, hao dưới rừng này chế nào? Nào hao ta? Dưới rừng hả? Thôi hao thử đi. Ừ, ok hao đi. Có một bên nun nữa kìa. Ở đâu?
Trên... trên ghế kìa. Đang coi tivi á. Ừ. À, thấy rồi. Rồi để coi bây giờ ai sẽ được làm. Không. Làm vẫn là người. À, rồi, tao. Ai bảo mập làm hả? Tao. Ừ, nó làm á. Tao coi như tao chưa nói à, gì rồi, đi. Bảo nó mập thù lù rồi, nó làm nôn nhìn kỳ lắm mà. Ê ba ba mi, ba mi chỗ này nó nói cần đa ba này vui lắm rồi ba mi. Tao qua cái bột. Ê tao lượm được chìa khóa vàng rồi nè. À đây. Ok, hay vô. Câu búa thò luôn. Vui không, vui không. Cái gì vậy? Hai mấy vui không? Mai nó té luôn rồi. Hai mấy vui không. Mà nó búa. Vui không? Đậu, bà quỷ bà bạc, cái thứ gì á. Vui không, tao nghe cái chỗ, tao chua được cười ha hê lắm, thì qua biết đây luôn. Ai mày, tao mới được cái nào ba luôn nè. Để tao mở ra cho nó đúng cốt truyện của game. Ok, mở đi, ừ. Bị mất hết đồ luôn rồi nè ba. Rồi, xong nó mới đập thêm một thằng nữa kìa. Ba mi, tại sao mày lại mở cửa chi cho nó vô ba mi? Tao hỏi mẹ ơi, nó ngồi được chứ. Chui được luôn kìa. Tao nói rồi mà, nãy mày bảo mày chua được, thế tao chua luôn. Ai nồi khai ra làm gì quá là khai. Ê, lầu nè tao mở được trên lầu nè. Tao lên rồi, tao lên rồi. Hello. Hello. Nó đi lùi, nó chạy lên kìa. Nó đang ở đâu vậy? Dính lũ đạn thêm mạng nữa rồi. Năm mạng mà chứ giả đi các bạn. Mày lấy cái búa đập mày ơi. À, chị Nun ơi cho em mượn cái búa chị Nun được không? Cái tường nó xây lại rồi chị Nun ơi. Chạy em ơi. Bảo mập lên. Bảo mập là má xin luôn. Rồi xong chết luôn rồi. Làm lẹ chạy lẹ. Nó lại kìa ba mi ơi, nó lại kìa. Nó lại đó ba mi ơi. Ủa nó đâu vậy? Ê mày có ai nó chết tao luôn kìa. Ý là sao mày đừng có làm con Là sao. Ủa đừng cướp mày là ơi. Là gì? Trời ơi ông chết tao luôn rồi. Cái đó là gì á? Là thế này này. Trả là được cục không luôn á. Nãy tao mới bị chết nó trả luôn á. Nhau gần. Cái búa kìa, anh đang giữ búa. Tao thấy búa nãy giờ rồi mà tao biết búa làm ở đâu luôn nè. Mà thấy tao ở đây đúng không? Lầu mở cửa. Mở tới nữa kìa. Chạy. Mà thấy tao ở đây nè. Ôi, ở đây có một cái chỗ, cái chỗ mà gọi là thờ cúng nè các bạn. Chỗ mà gọi linh hồn lên á, ghê. Gọi là đâu vậy? Hiến tế, gọi quỷ. À, sếp kỳ, đang cần sếp kỳ Burger ơi. Sếp kỳ ai biết? Ôi, chạy. Rồi, tao lấy được cái ấy rồi. Cái ấy là cái gì mẹ? Thấy bà rồi bỏ rồi. Ra ra quay mà nhìn được kia. Nó hồn ba cái gì? Được chưa? Này, bắt quên. Nun đang ở đâu vậy? Nun mặt đang ở đâu vậy? Ủa cái biết hammer tại sao tụi bay không lại? Ơi là trời. Đâu mà không biết mặt? Ờ tao vô tình vậy mày. Vô tình cái gì mày có ấy thì có. Sao mày? Lấy cái biết hammer ra xài với lầu kìa. Trời ơi là trời. Đi cho khách đi bà, đi cho khách đi, đi cho khách đi. Tao coi như tao không thấy đi tao. Nhà này nó nhỏ quá đâu mà đi đâu không đụng hết trơn á. Thằng quỷ có mập nó thề luôn á, nó đi cái đâu mà đụng cái đó là sao trời. Ai, tao đang cầm cái bít hammer nè. Thằng quỷ bỏ mập nó mà tới là tao bữa nó liền. Ồ, thấy rồi, thấy chìa khóa cục bột rồi. Mày gáy cho to vô hồi nó mà mở cửa ra. Bảo tha em cái con cười. Ủa, chìa khóa màu vàng nè, sắp kia nữa nè. Tao có ơi, lũ đẻ mày mập. Cái gì vậy trời. Trời ơi, còn có đúng mạng luôn á. Gáy nữa coi. Anh nhắc lại là tao chỉ còn một mạng thôi á. Tao lượm chìa khóa xong rồi nó quýnh tao mất luôn. Mày mới mạng, khai đi. Xin lỗi, em xin lỗi. Mấy mạng? Em còn có 2 mạng à. Còn mạng đi, mạng chơi nhanh. Mạng à. Phải nào, quỷ ra nó la ghê thiệt chứ. Mày nữa, tao không biết nha. Mày đấy. Hú hồn luôn á, tao hú hồn giùm mày luôn á. Tao còn có một mạng à. Mạng đủ chuẩn rồi. Tao còn có một mạng thôi, chia tay hoàng hôn tao đi đây. Mày đi cho nó có cảm giác mạnh hiểu không? Thôi tao đi mở cửa đây. Giờ mình thề luôn á, quỷ luôn mập. Còn một cái chìa khóa xám nữa mày ơi. Chìa khóa xám tao biết là nó đâu chết liền luôn á. Giờ tao đi mở cái sếp kỳ. Sếp kỳ ở đâu? Mở cái xám là win á. Nhưng mà quan trọng bây giờ cái xám nó ở đâu? Bây giờ thằng quỷ mập thì nó nằm có chển luôn rồi. Mày muốn nói gì không? À, nói gì?
Tao có nói gì đâu. Tao có nói gì đâu đúng không? Mày muốn nói gì không? Mày nói lại đi, mày ngon mày nói lại đi. Mày ngon mày nói lại đi nè, nói lại đi. Hả? Tao đã được rồi, đi về. Có biểu lại coi, có biểu lại coi. Hả? Có biểu lại coi, hả? Tao nói là mở cửa đi về, không chịu ăn cà khịa nó chia để cho nó quýnh nè, thiệt tình á. Yeah, hay quá Papi ơi, mày cứu tao rồi. Tao mở cửa là kêu đi về đi, không chịu, lo đi cà khịa, thiệt tình luôn á. Ai biết đâu, có đâu có cà khịa đâu, tự nhiên tao mới vừa quay đi quay lại, tao thấy nó hết hồn luôn á. Tao nghe nó nói, cái gì sao sao mày nói gì nó lại nghe coi, là trong khi tao mở cửa tao kêu, mở cửa đi về, đi về, đi về, đi về, mày không nghe. Ủa, cái chìa khóa màu xám mày lấy đâu ra vậy? Ở trong cái xếp kỳ, ở trong cái phòng thờ cúng của bà á. Phòng thờ, phòng thờ, không hiểu. Tao phải tranh thủ chứ bà. Tao mở thì cái bộ vườn, tao lấy chìa khóa trên lầu nè. Xong đó tao xuống dưới tao lụm được cái chìa khóa xếp kỳ trên lầu luôn. Xuống dưới mở xếp kỳ ra chìa khóa xám. Là tao vừa chạy tao vừa nói rồi. Đi về đi về đi về. Còn mày đứng mày cà khịa nói cái tao nghe gì. Sao nãy mày nói gì, mày nói gì mày nói lại tao nghe coi, là tao nghe mày cười không luôn. Lỡ miệng, lỡ miệng. Hình quá, không có cái dại đâu mà cái dại này. Ủa sao còn đứng đây hoài vậy ta? Lỗi á, có một đứa bị lắc bay ra ngoài rồi. Yo. Đó, okay. Đây là cái map classic cho mọi người. Ui, sao tự nhiên tao chết? À không phải, tao lên luôn. Ôi, xong. Rồi xong luôn. Ôi, là đường công Nun đấy mà. Ôi, sao lần này Nun này đẹp dữ vậy? Trời, Nun lần này đẹp vãi nồi. Gì, Nun Nun. Đây cái cắt nó mà. Ôi. Trời, Nun bản gốc rồi mày ơi, Nun bản gốc rồi. Nô lần này ngầu vải đái luôn. Ôi cái map này là cái map bằng map gốc nữa các bạn, cái map gốc rồi. Tạo ra cái cho các bạn nè. À thôi rồi, bạn gốc rồi. Bạn gốc này hơi bị căng nha, tại vì nó có nhiều cái lắm á. Ủa phải chết luôn. Sao ba? À, còn bốn mày, may quá. Ô là. Ơ. Nôn chết rồi. Gì nôn chết? Tạo ra cái bom rồi làm cái con thiên thần sa ngã các kiểu đồ tùm lum hết á. Là mộm đứa là chết nữa. Mày nhớ cách giải mã không ba mi? Giờ này tao nhớ. Có nhớ cách giải mã nữa hả ba? Ở đâu vậy? Giờ tao đi tới đâu rồi tao nhớ tới đó, chứ tao thua rồi đó, tao lâu quá rồi tao không chơi game này. Ê, tụi bay đang ở đâu vậy? Chỉ tao với tao xuống nữa. Đừng quen, mày làm quen map đi. Nghe cầu thang, nè, nghe cầu thang. Ủa đang ở đâu vậy? Đang ở đâu? Where? Where are you? Mày bớt R giùm tao đi. Bớt R đi. Ủa không... Ê sao cô đập nó không được? Quá nồi thân niên. Thôi. Nãy giờ vô trận chưa mà mới lụm được có cái bua, có cuốn sách vậy trời. Rồi thêm một đứa nữa. Quê thành dưỡng sức. Đâu? Ui Vami ơi là Vami. Vami ơi. Ủa sao mày chạy chết vậy? Sao vậy? Người bằng gốc, bằng gốc hả? Trời ơi, là chơi đứa nào chơi mở cái cửa nó đi không được luôn ấy. Hồi nãy tao mở nhiều cửa lắm nên nó bị nó cao quá, đập mặt vô cửa nó đi được đâu. Quái thôi, Quỷ Miêu Bobby sao mày chạy nhanh với vậy trời. Mày đứng lại đi Bobby ơi. Cái gì mày dắt nó đi hả? Trời ơi, mày điên hả? Mày dắt nó đi hả? Trời ơi, cái mặt nó ghê quá à. Vậy sao mà bạp giờ mày muốn gì? Cúng gà quay được không vậy? Đi ra chỗ khác chơi được không vậy? Tao quay à, ăn cái gì đây? Hả? Ờ à, đi ra đi. Hồi nãy tao kêu mày tha, mày không chịu tha tao. Thứ gì á? Cái phiên bản này kinh dị, phiên bản nãy đó trời ơi. Cái gì cơ? Nữa à? Ai biết đâu mày cái đi ra cái mày đi lên ai biết đâu. Trời thì luôn á, mình chưa thấy con Nun nào mà nó chạy nhanh như con Nun này luôn á các bạn. Nó chạy là phiên bản là đang mắc ị á các bạn. Nuôi thế mình rồi. Đó. Phiên bản đang cà khịa, đang cà khọt. Đâu rồi, què. Bản này cà khịa không được các bạn, mình đi cà khịa con Nun nè. Đó này, cà khịa nè. Này, cà khịa, cái nó... Quay. Một đứa chết nữa. Trời ơi. Con này biết bò không vậy? Ai con này đâu không, nó không biết bò được á. Con này biết bắt biết bơi rồi, trong có biết bò. Không biết bò phải không? Không, con này không. Chạy vô. Con quỷ, mày che đường làm gì? Trời ơi. Trời ơi, tao không biết nó đang núp. Ờ, nó núp rồi kìa ba. Tự nhiên mày vui đang chơi chậu quỷ. Ơi. Nó sao là mày đánh ra đi. Mày vô cái con. Trời ơi, tao nó xì bò ra đây hoài vậy. chết ở gần đây nó xì bo ra gần đây hay gì á, mày núp ở ngoài em, mày núp ở ngoài á.
đâu mà đi, tao đi chỗ khác rồi ba. Ai mà rảnh đứng đây hoài, cái đâu có cái đứng kìa. Hả? Ai đâu mà rảnh mà đi chỗ khác, ai đứng kìa. Ủa? Á, tao cười hoài luôn. Má quý á. Quý chạy dạ chạy lại với mẹ. Đứa nó cười được. Này thì núp. Rồi. Ủa? Sao cái làm không được? Em ơi. Quỷ bảo là như tao thấy nó im lặng giống như nó chết rồi vậy. Nó trốn rồi, chết chưa vậy? Chết rồi, tào lao. À nó trốn rồi hả? Ủa là chưa đứa nào chết luôn hả? Đúng rồi, tao trốn rồi, đối với kìm mà tao á. Đối mày mắc trốn trong cái hốc bọt tó đó, ai chơi lại với mày mày? Ở đâu? Đâu có, tao bỏ cái sóc quá lâu rồi ba, ai chơi chui vô hốc rồi, ai chơi tao? Đây nè, đây nè, đây lấy điện. Phải rồi. Tao mới chui vô. Tao thấy tao vậy. Mày bày lấy gì mà? Gì? Tao mới kiếm được cái gì điện nữa à? Nữa hả? Trời, nguyên thủy luôn. Phải rồi. Ê mày, tính ra nó đứng ở không quanh cái khu vực đó, nó kiếm mình hoài luôn á. Vậy thì khi nào mày lu đang nữa. Hát con nuôi này chạy nhanh quá là không ổn rồi, không ổn rồi. Tao né chỗ khác rồi mày ơi. Ôi, thằng nó bập đầu. Mày còn mạng không vậy Papi? Mày còn mạng không vậy? Mày còn mạng không vậy? Đừng đụng, đừng đụng, đừng đụng, đừng đụng. Cuối cùng quá ba. Trời, nó chạy kiểu thế mình hội quá mày. À, nó chạy như một vận động viên Olympic luôn ba. Ủa tụi bay còn ở đây hả? Rồi thôi luôn, lũ lại tao chết luôn. Quái rồi con quỷ. Tự nhiên cái kêu tao con quỷ mà. Đó, đó, đó. Đợi sát qua đi nằm đó là tao chạy rồi. Đứng làm gì? Rồi thêm một em nữa, thiệt tình. Nghĩ ra nó bự ghê, nó cầm cái búa nhìn thấy ớn này chứ. Búa gì, sao? Như búa ta rèn đồ vậy. Búa thò bà. Thò bà gì tâm này. Thò cái bà gì. Rồi nó canh hoài luôn, cái chỗ người ta reverse bar ra nó canh hoài luôn. Ủa sao đâu không được. Cầm láo. Mày bị lú rồi, mày bị lú rồi. Nãy lên lầu là không được hả? Đó, đó, đó. Không nhân ai quay về quanh đây. Ủa bỏ mập nó ra ngoài đấy hả? Ừ, đi ngoài. Tính ra mày mới thấy nó luôn á ba. Ủa, có không? Có luôn á, đứng trước mặt mày luôn, cái mày quay lưng lại á. Còn có một mạng à. Ủa bà chết đi đâu? Mập ơi. Mày chết chưa? Chết luôn rồi, má ơi, nó dí tao đánh như con nó vậy. Má cái con kia nó làm nô nát ghê luôn á. Bản chính mà là cho nó làm nô, nó dí, nó chạy như vận là win nó luôn quýt. Tao còn hiền chén. Đâu rồi, thằng bả mập đâu? Công nhận nhìn cái tướng chạy nó tao mệt thiệt á, tao mệt mỏi. Mệt dùm đúng không? Mệt dùm đúng không? Quẹ. Đó coi coi. Quẹ. Thôi, quẹ thằng bả mập. Kia nó đi sai đường. Mập. Đi sai đúng không? Ê, Bà My, mày chỉ đi, Bà My nó đang ở đâu vậy Bà My? Nó đang ở... Lũ này nó chưa chỉ luôn á. Ê mày, mày chơi vậy, mày chơi ai đó? Trời ơi, cầm cái múa đi. Cái này đứng ngoài nha. Trời ơi. Ủa, làm hết được rồi, được rồi. Ghê một. Ra đi có hết đập được rồi, ra đi có hết đập được rồi. Mày hù ai vậy hả, hả, mày hù ai? Nè, thấy chưa, làm có được đâu nè. Mày xảo mày ơi, đi ra chỗ khác chơi. Dữ quá. Nè, quét quá. Em, này mình xích ở đây đi, mình xích ở đây đi, này cái đập nè. Đứng đi, đứng đi, đập cho con. Ai tin mày mày ơi, ai tin mày mày ơi. Nuôi đi hối lắm. Nuôi đứng hối này nó dụ ghê lắm. Ủa? Núp rồi mà. Tao núp rồi mà cha ta. Chứ ở đó mà đập được. Mày tin nó quá. Ai. À, con nuôi đứng cuối. Đi lừa dối. Dối lừa. Rồi. Yeah. Win. Và không bay phát được khỏi đây. Basokia. Đau ruột luôn thiệt. Nó chả như một lần luôn. Rồi ok. Dừng clip luôn. Rồi ok các bạn, thì ba đó mình sẽ dừng video đây. Thì hôm nay con Nun kia chạy như là vận viên Olympic, sợ thì chứ nó dí mà nó giết kinh thiệt. Ấn tôi chưa bao giờ tôi thấy bà Nun nào mà chạy nhanh cỡ đó luôn. Thường thường mà ai mà biến thành Nun hay biến thành ác quỷ á, thường là sẽ chạy chậm rãi và xuất hiện được bất ngờ. Con mẹ đó, mẹ chạy như chạy nợ vậy, sợ thì chứ. Cao như cây sào á, chạy nợ á, không hiểu luôn. Rồi các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share nhé. Xin chào channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.